Thì nhờ những cái cục cao su nhúng như thế này nè anh em ha, thì nó lúc mà anh em mình sử dụng cái máy nó sẽ rất là êm và nó không có bị, nó không bị giặt cái tay chúng ta á, thì chúng ta làm mình rất là sướng. Còn con này nó đã có cái công nghệ điều chỉnh dòng nhớt này, nó cho lượng nhớt của anh em nó ra theo kiểu giọt nước á, ra từng giọt giọt giọt. Bên công ty họ gọi là tổ hợp điều khiển nha anh em. Thì cái tổ hợp điều khiển này á thì họ thiết kế là nó nằm ngang ngón tay cái chúng ta không nè, chúng ta thao tác rất là dễ ha. Thì cái chỗ này nó sẽ tăng sinh dễ dàng hơn và chính xác hơn, thuận tiện hơn luôn em đó. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì nếu anh em nào đang gọi là đang lượng lự hoặc là đang lựa chọn một dòng máy cưa của hãng Estin mà thấy con 180 nó nhỏ quá anh em, 180 nó cũng phù hợp cho gia đình đó, nhưng mà nó hơi nhỏ và cũng chút hơi yếu, hoặc là những cái mẫu như 382 thì nó to quá, nó chỉ phù hợp cho những cái gọi là công việc nhưng đi khai thác làm nhiều anh em, thì anh em hãy tham khảo ngay con MX250 này ha. Nó là dạng như nó ở lợi cỡ anh em, nó không nhỏ quá và nó cũng không to quá, rất thích hợp cho anh em sử dụng mục đích gia đình ha, vừa gọi là công suất đủ mạnh để anh em dùng thoải mái cho mục đích gia đình, hoặc là nhiều anh em ví dụ như mình đi khai thác những cái cây nhà nhỏ hoặc là mình đi leo cao á, thì mình chọn máy MX250 này cũng rất là thích hợp luôn, bởi vì cái tính tiện lợi và nó nhỏ gọn anh em ha. Cái đầu máy này nó chỉ nặng 4,6 kg thôi, gần 5 kg cái đầu máy này nha anh em ha. Trong khi đó máy 180 thì nó nhỏ nhỏ quá anh em đi khai thác thì nó sẽ hơi yếu, hoặc là anh em cưa gia đình mà anh em gặp những khúc gỗ mà khoảng 20 phân á thì anh em cưa cảm giác nó hơi lì đúng không. Cái mẫu 250 này anh em cưa sẽ thoải mái hơn 180 rất là nhiều ha, và nó không nặng nề như 382 đó. Thì một con này anh em giá công khai cho anh em luôn nha, 5.900.000 bài ship cho anh em ha, 5.900.000 bài ship cho anh em nhé đó. Thì một bộ nó sẽ đi kèm đều có sẵn lam và sơn cho anh em luôn ha. Lam này là lam 5 và lam lam ấy anh em, lam đầu nhông á, lam dùng gọi đây ha, lấy ra cho anh em xem luôn. Vẫn lam đinh, vẫn là lam đinh của Estin nha anh em ha, lam đinh của Estin. Và lam này thì được sản xuất tại Đức nha anh em ha, lam thì sản xuất tại Đức nha, đây lam được sản xuất tại Đức, nhưng cái máy thì vẫn sản xuất tại Trung Quốc nha anh em ha. Có nhiều anh em là hỏi kêu là máy Estin, tôi muốn mua máy Estin mà sản xuất tại Đức mới chịu mua. Thực tế anh em, một con máy như thế này mà sản xuất tại Đức mua không có nổi đâu anh em, bởi vì hai con máy, một con sản xuất tại Đức và một con sản xuất tại Trung Quốc, chất lượng thì hầu như là tương đồng, bởi vì chung nhà máy anh em, hay bởi vì chung công nghệ, chung gọi là chung dây chuyền và kể cả chung kỹ thuật luôn đó, thì chắc chắn hai con nó sẽ 1 kg 1 người thôi, nó không có chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng giá thành chênh lệch rất là nhiều, bởi vì một người công nhân ở Trung Quốc nó trả gọi là cái giá thành mà để trả tiền cho người ta làm ra cái máy anh em thì sẽ rẻ hơn ở Đức rất là nhiều, và kể cả thuế phí nhập khẩu đồ nó cũng mắc ở Đức, ở châu Âu nhà về Việt Nam mình rất là mắc, nên anh em đừng có đó là một con máy chẳng hạn mấy cái cọn nhà nè, mấy cọn anh em cứ là hỏi máy Đức là anh em không có đâu anh em, máy Đức mắc lắm, máy Đức mà về tới đây mắc kinh khủng luôn, sao mà mua nổi ha. Lam và sơn nha, sơn này thì mình ở đây thì thường gọi là sơn cưa điện anh em ha, sơn cưa điện đó thì nó 30 bát một chân nha. Rồi bỏ tạm thời qua đi, tiếp tục đây thì trong máy nó sẽ gồm có những gì cho anh em ha. 5.9 sẽ cho anh em lam, sơn và cái máy, và trong này nó sẽ có tiếp buri kèm theo nè, một cái tu vít ha, tu vít chỉnh xăng gió anh em. Tu vít này thì nó cũng giống với tu vít của con máy cỏ ha, chung của tụi mình tin thì nó cũng né nhau ha đó. Trong này phải có con máy cho anh em nè, một cái cuốn có thể sử dụng cái này thì nó ghi tiếng nước ngoài khó đọc anh em, và một cái bọc lam nhá, hai bọc lam nha anh em. Rồi ok, thì Thiện sẽ nói chi tiết con này để anh em mình tham khảo ha. Đó thì như anh em thấy đó, cái mẫu 250 này thì nó sẽ to hơn 180 một xí và nhỏ hơn 382 nha anh em, như Thiện nói đầu là nó nằm ở tầm giữa đó, cũng phù hợp cho anh em đi khai thác những cái cây mà anh em cần liều cao, hoặc là gia đình thì anh em dùng cũng vô tư luôn ha, gia đình thì anh em dùng này thoải mái luôn anh em đó. Thì hàng chính hãng của Estin thì nó sẽ có những đặc điểm chẳng hạn nhận dạng như là máy cái cỏ luôn anh em ha, tất cả phụ tùng phụ kiện đều có logo hết nha. Đây ha, nắp chụp Boe nè, nó chụp Boe bằng có logo nè đó ha anh em, nó nít hơi lâu tí nhá đó. Thì hàng Estin thì nếu hàng chính hãng anh em thì anh em đi kiếm cái logo của nó rất là dễ ha, tùm lum tà la logo của nó ở khắp mọi nơi luôn anh em. Đây chỉ cần những con tán nè, tán đều có gặp logo chữ S của Estin ha đó, nhìn thấy không? Đó chỉ anh em mở nắp bên cái là thêm lấy anh em thấy nè ha, nào là mã số logo tùm lum tà la hết anh em ha. Hàng Estin thì nó phải như vậy ha đó, cứ hàng chuẩn Estin thì anh em cứ mở máy ra và anh em thấy logo khắp mọi nơi là chính là hàng chuẩn. Chứ còn mà anh em đi mua máy chẳng hạn là những máy 381 á là chùm chú nhái luôn anh em, những máy 381 máy nhái thị trường rất là nhiều ha, nên anh em đi mua máy anh em cẩn thận ha đó. Rồi một số công nghệ của máy 250 này mà bên hãng công bố ha,
đầu tiên anh em là hệ thống gọi là chống rung, thì họ để nghiên cứu và thiết kế ra những cái cao su nhúng cho con máy nó hoạt động của tính ổn định nhất, và chúng ta cắt sẽ tránh bị vấp hoặc là chúng ta cắt nó sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Nhờ những cái cục cao su nhúng như thế này anh em ha, thì nó lúc mà anh em mình sử dụng thì máy nó sẽ rất là êm và nó không có bị gọi là không bị giặt cái tay chúng ta, thì chúng ta làm rất là sướng. Tiếp theo nữa là cái gọi là công nghệ điều chỉnh dòng, nói chung điều chỉnh gọi là điều chỉnh dòng nhớt anh em. Thay vì những cái con mà không có cái công nghệ này thì cái lượng cái dòng chảy của nhớt của anh em nó sẽ chảy ra đều đúng không? Còn con này nó đã có cái công nghệ điều chỉnh dòng nhớt là nó cho lượng nhớt của anh em nó ra theo kiểu giọt nước á, ra từng giọt kiểu vậy, nó không ra đều. Thì thứ nhất á là nó vẫn đảm bảo được cái độ gọi là bôi trơn lam sơn cho anh em sử dụng ok. Thứ hai á là nó sẽ tiết kiệm nhớt cho anh em hơn, nhớt bôi trơn lam sơn cho anh em chứ không phải là nhớt pha xăng nha, tiết kiệm cái nhớt ra hơn và nó sẽ tránh làm vương vãi ra anh em để những cái máy mà đời cũ á thì lượng nhớt nó ra nhiều quá, ở dưới nó nhớt và bột cưa nó dính vào rất là kinh khủng, anh em mà không vệ sinh lâu ngày anh em để rất là kinh dính nhắc luôn, nó rất là ghê đúng không? Nhưng mà những cái con đời mới này nó là có hệ thống điều chỉnh dòng nhớt rồi đó, thì nó sẽ tiết kiệm nhớt cho anh em hơn và nó sẽ sạch sẽ cái máy hơn. Tiếp tục ở đây bên công ty họ gọi là tổ hợp điều khiển nha anh em, thì cái tổ hợp điều khiển này thì họ thiết kế là nằm ngang ngón tay cái chúng ta không nè, chúng ta thao tác rất là dễ, tắt máy mở máy hoặc là đóng e rất là dễ dàng anh em. Đó thì cái tổ hợp điều khiển này thì cũng nó sơ về cho anh em một tí, anh em bóp ga và đưa hết xuống hết là đóng e nha anh em, gạt lên một cái là mở e và bóp một cái là anh em chạy bình thường đúng không? Đó thì lại nè, bóp và kéo hết là đóng e nha anh em. Đó lúc này anh em được nổ xong đúng không, anh em gạt lên một cái đúng không, nếu máy nó còn nổ tiếp thì anh em bóp anh em dùng bình thường, còn nó chưa nổ thì anh em cứ để vị trí này và anh em giật lại cái nữa nó nổ rồi anh em bóp ra ha, là nó tự động nhảy về cái vị trí là bật đó, và khi tắt thì chúng ta đẩy ngón tay cái lên là tắt rất là dễ dàng, chỉ có một con nút này thôi mà chúng ta điều khiển được gọi là bốn chức năng ha, bốn chức năng thì nó rất là tiện đó, chỉ có một cái chỗ này thôi. Rồi tiếp tục là vị trí này là có một cái tăng sên, thì cái tăng sên này họ thiết kế ở vị trí này anh em. Thứ nhất chúng ta sẽ tăng sên nó dễ dàng hơn ha, dễ dàng hơn ở trước này nha ha, như anh em để là những con máy Trung Quốc thì nó thấy cái tăng sên ở trước đây thì chúng ta mỗi lần chúng ta tăng sên nó hơi khó ha, đó thì cái chỗ này nó sẽ tăng sên dễ dàng hơn và chính xác hơn, thuận tiện hơn luôn anh em. Đó tăng sên ở đây. Rồi tiếp tục cái này thì nó đây anh em mở ở đây cái nắp cái bóp đuôi của nó thì anh em mở ra nha, mở ra anh em ngang qua anh em mở ra rồi ha, rất là dễ dàng. Và vệ sinh thì chúng ta mở ra như thế này, đây qua hai bên này và lấm ra để vệ sinh chúng ta xịt thổi. Này là cái lọc gió này nó bằng lưới nha anh em, không phải bằng giấy và không phải bằng giấy gì đó, không phải mút luôn, nó bằng lưới nhá. Đó thì chúng ta thường xuyên vệ sinh lọc gió trong thiện đó, thì máy cắt cỏ hoặc là máy cưa máy gì vậy anh em thường xuyên vệ sinh lọc gió trong thiện là ok. Rồi trong đó là buri nè, chúng ta mở nắp ra lên rồi chúng ta vệ sinh buri nó cũng rất là dễ dàng. Đó, nó có một miếng trắng này anh em đó, miếng trắng nó nằm ở vị trí này kiểm nó lại đây. Rồi ok xong rồi đúng không, vệ sinh xong rồi chúng ta gắn lại rất là ok nha anh em. Còn về phần bộ chế này thì như anh em biết rồi, cái tin là chúa xài chế giấy ma luôn em. Đây thì anh em nói ở trong đây chúng ta sẽ có một cái chế giấy ma chế này thì cùng thương hiệu với lại cái tin EPIC 250 anh em, mấy cái cỏ EPIC 250 đó thì cũng dùng chế của giấy ma này nhá. Thì cái chế giấy ma này nó cho cái lượng xăng anh em đi vào nòng nó sẽ ok hơn, trơn tru mượt mà hơn và nó sẽ cho tua máy anh em bốc hơn nhá. Con này mà thì nhớ không nhầm tua máy tối đa của nó là nó rơi vào tầm khoảng 14-15 phút luôn rất là kinh khủng ha. Còn cái về cái thông tin kỹ thuật của nó mà thông số chi tiết anh em là con này sử dụng cái xi lanh 42mm nhé, anh em nhớ nhé, xi lanh 42mm, dung tích xi lanh là 45.4cc nha anh em, 45.4cc cho cái dung tích xi lanh của bình xăng của cái xi lanh này. Rồi công suất của nó tạo ra là 2.3 kW anh em, tương đương với lại 3.1 ngựa nha, khá là mạnh. Anh em dùng gia đình hoặc là anh em đi cắt cây những cây cành cây cao, anh em đeo lên cây anh em cắt rất là thoải mái luôn ha. Những cái lầm cây khoảng 20-25 độ lại là anh em cắt vô tư nha, thậm chí to hơn anh em cũng được luôn. Đó thì con này nó rất thích hợp cho anh em là mình dùng gọi là nói chung là đa dạng công việc anh em ha. Với một cái như ví dụ cái máy 180 thì nó sẽ hơi nhỏ, 182 thì nó hơi to đó, con này nó sẽ ok hơn, vừa và phải đó, giá tiền cũng ok anh em với mức giá là hiện tại là giá là tăng rồi anh em giá hiện tại là 5.900.000 bảo ship cho anh em nha, 5.900.000 bảo ship cho anh em. Còn một vài thông tin nữa anh em là bên đây chúng ta sẽ thấy hai cái nắp. Thì nắp này một bên này sẽ là nắp nhớt nha, nắp nhớt bôi trơn lam sơn ha, khoang này là khoang nhớt bôi trơn lam sơn nha anh em. Cái khoang chứa nhớt này thì nó chứa được 200ml nhớt nha, còn cái nắp to này thì là nó sẽ chứa được là 470ml xăng pha nhớt nha anh em, nhớ kỹ nha, xăng pha nhớt và nhớt không nha. Nhớt này là nhớt bôi trơn lam sơn cho anh em, đừng nhiều anh em ví dụ mình chưa biết á, cái này thì anh em nhiều anh em biết luôn nè, nhưng mà cũng có rất là nhiều người mình mới tiếp cận với máy cưa thì mình lầm tưởng là cái này là cái khoang xăng, còn là khoang nhớt, rồi nó tự hòa lại với nhau và nó nổ máy, thì khoan hoàn toàn sai nha.
khoan này là xăng pha nhớt, chúng ta pha riêng ra và đổ ở đây để máy nổ. Còn cái này là nhớt bôi trơn lam sơn ha. À, nhớt bôi trơn lam sơn nó sẽ có một cái bơm nhớt bên đây anh em, nó hút nhớt và nó bôi trơn lam sơn qua bên đây cho anh em mình sử dụng, nó ok hơn đó. Và cái nhớt này anh em dùng nhớt mới thì nó tốt, nhưng mà nhớt mới thì nó tốn tiền lắm anh em. Anh em dùng bù cũng được, nhớt thải cũng được, nhưng nhớt phải sạch sẽ nha, không có cặn bã nha anh em. Chứ bởi vì nó có cặn thì nó sẽ hút vào cái bộ bơm bôi, gọi là bộ bơm nhớt á, thì nó sẽ hư cái bộ bơm nhớt của chúng ta nha. Anh em lưu ý anh Thiện là sử dụng nhớt rẻ tiền cũng được, nhớt mắc tiền cũng được, nhớt thải cũng được, nhưng anh em phải, nếu anh em dùng nhớt thải anh em phải lọc qua 2-3 lần để nó nhớt nó trong và nó không có cặn bã, để nó không bị hư cái bộ lem bôi trơn lem sơn. Rồi bên đây là cái khoang gọi là chứa xăng pha nhớt này ha. Cái nắp này ví dụ nhiều anh em, ví dụ như mình lần đầu tiên mình dùng thì anh em hơi khó lắp luôn á, có nhiều người cái nhiều anh em mua về lắp không được á. Đây ha, anh em cứ bỏ vô này, mình xoay đại nó sẽ tới một cái khắc ha, nó đúng cái khắc nó mới vô nha anh em. Cái anh em khoay bậy mẹ nó không vô nha, anh em xoay đúng cái khắc này mình em bạn lại là xong ha, gà lại là xong, nó khóa luôn anh em. Anh em gà lại nó khóa luôn á, anh em mở ra thì anh em phải gạt lên rồi mở ra ha. Đó vô nè, đó đơn giản, nó kín lắm em, kín lắm, khó để mà xăng nó treo người ra ngoài lại lắm ha, rất là ok đó. Rồi thì báo giá lắm người, lần nữa cho anh em nhé, 5.900.000 bao ship tặng nhà cho anh em với mẫu máy cái tin Mỹ 250 này, cam kết anh em là hàng chính hãng 100% nha. À, thì ở đây thì nói hàng gì là hàng đó, anh em yên tâm nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì xin liên hệ với số điện thoại dưới góc màn chấm Thiện nhé, hoặc là để lại số điện thoại của anh em dưới phần bình luận thì sẽ gọi được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về cái mẫu máy cưa Mỹ 250 này cho anh em biết thông tin nha anh em. Anh em xin video cho Thiện một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện ra video mới á anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, và tất cả anh em video tiếp theo.